Chào các bạn nha, đã đến với kênh Cua Đen Vlog của mình nha. Thì hôm nay hai anh em tôi mặn con vịt này để ăn mừng kênh của mình được 1.000 sub nha các bạn. Này, chào các bạn các ơi. Chào mọi người nha. Này, bạn mình bắt vịt xem mặn ăn mừng 1.000 sub mọi người. Có lông thì vịt lông quá lông. Mọi người thấy xem luôn á. Thấy ăn mừng lớn không? Này. Này, bạn mình cũng có kênh đó các bạn. Kênh của bạn mình tên là Thức Nguyễn Văn nha. Các bạn vô ủng hộ kênh của bạn mình luôn. Cũng như ủng hộ kênh mình. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Thì Rồi, hello mọi người nha. Mình tiến hành ướp vịt nha. Bắt đầu mình ướp vịt lẫn nướng nha các bạn. Thợ nấu nè. Này chắc chơi hết hũ luôn. Mặn á. Hũ đó dùng cho 1,5 kg thịt á. Vịt vịt con ký. Và chơi hết mẹ luôn đi. Gì? Chơi hết luôn đi. Vậy nó thấm rồi. Dính không? Dính hết vịt không? Trời, nó không hết vịt rồi. Này chút quét lên. Chút nướng chỗ nào khô khô quét lên ha. Vị thấm hay dữ. Đó mọi người, hấp dẫn mọi người. Rồi chút xíu mình để cho nó thấm rồi mình bắt lên mình nướng nha các bạn. Mình chơi nướng vịt mình lấy than nước nè. Rồi bắt đầu mình đốt than nha các bạn. Vịt nướng. Rồi bắt đầu mình nướng nha các bạn. Đầu để vịt lên nướng rồi nha. Đây. Các bạn xem kênh mình nhớ đăng ký và bấm chuông nha các bạn. Rồi, chú ba mình kìa, đó. Chú ba mình đem mật ong ra nữa mà ướp vịt luôn á các bạn ơi. Đấy. Đổ vô nước ướp nè các bạn. Cái cây này quét lòng bồn cầu nè các bạn. Chú ba đầu tư cho cây cọ lận mà để quét nước ướp luôn các bạn ơi. Cái keo nước ướp nắng còn rồi chú ba. Đâu rồi cái cây gấp. Bay mùi thơm rồi nè. Bay mùi thơm rồi không? Trời ơi. Wow. Nó vàng luôn chứ thơm gì. Sao á. Bỏ dư than nữa. Bỏ than dư à. Ngon, ngon quá. Còn bia lon ở trong. Uống bia lon ngon lắm nè. Ừ. Nhớ có điện tâm không á. Hết, hết còn nữa. Mặn tới bảy con. chửi quá nha, chửi. Trong nước tuy nhiên không bị mùa này khó nuôi lắm, chờ lạnh khó nuôi. Nướng không có bằng cách thức bằng chợ đâu các bạn ơi. Mới chở đi chưa trả lời. Điều nó ngon. Điều nó ngon, nó không có tẩm độc các bạn ơi. Còn ở chợ là nó luộc rồi nó mới đem ra nè. Chú ba chưa chứ vịt chứ gà chứ ba ăn ngày mấy con ăn cái chú ba bụng cái đó thấy chưa. Bụng có phao câu mà không có các bạn ơi. Ăn nó dồn cái bụng không à. Không, con vịt nó thấy. Làm gì nướng nhỏ thấy ngon. Ở chợ nó luộc.
luộc cái nước làm lại. Ờ, nó luộc rồi nó mới ốp, nó nướng lại, lại là mau, nó chắc nhất. Ờ, chứ đâu phải như mình để gì đâu. Nó trông lặt nhất nhiều. Trông lẹt lắm. Thơm quá các bạn ơi, nhìn hấp dẫn quá. Cái này là chai mà nước ướp với mật ong mình khoa sẵn rồi nha các bạn. Mình chét chét lên. Chét lên cho nó thấm dịch. Dạ. Wow, cái gì? Hai một chút hả? Rồi, chín rồi nha các bạn. Bắt đầu mình chặt ra nha. Cái chá đâu vậy? Hả? Gì? Cái chá đâu vậy? Biết rồi. Kìa. Ông hỏi có lấy chén đũa gì chưa? Chưa. Tính. Wow, ngon quá các bạn ơi. Quá hấp dẫn các bạn ơi. Rồi bắt đầu mình nhập tiệc nha mà các bạn. Thì kênh Cua Đen Vlog cũng cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã xem kênh và ủng hộ kênh mình nay được 1000 sub. Mình có mặn con vịt để mà nướng ăn mừng. Cũng có mời chú Ba, rồi chú Tám, rồi bạn mình là Thất Nguyễn Văn. Rồi mình cùng ăn mừng nha, các bạn cùng ăn mừng cùng mình nha. Thôi mình cũng mời các bạn luôn nha. Video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Nhậu